Em là hết hú hết sào, dặn là mở tour lên 8 luôn. Rồi. Ba anh em rất là nhẹ nhàng êm ái ha. Ok, em yêu cầu anh em mình. Em dặn ra đầu đó, nó kêu tọc 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 đó. Để em mở ra là mình khắc phục cái lỗi này nha. Rồi với thằng 300 nè, nó đang bị rung ra đầu, nhớ lì nồi lắm, cái xào đó, cái nồi nó hơi xào rồi ha. Chiếc Lít Thái 150 và cái SH 300 mi đời 23 thì hai xe làm full nồi với lọc gió để cho nó nhẹ bốc, khắc phục các lỗi rung ra đầu luôn. Nồi thì mình phay đánh bi nè, bẻ độ mình vớt theo bài để cái dây cơ rô nó tràn ở đây luôn, còn zin nó thì lên tới mí này thôi ha. Rồi vài giờ cũng vậy, phay đánh bi bẻ độ chuông bố nè, so rồi chỉnh đồ hết luôn. Cái thay vào đâu gió đồ chơi á, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn ha. Có zin thì bỏ đây nhiều lắm, nó chạy thời gian là nó bị đóng bụi nữa thì nó sẽ bị ngọt, nó có ngon. Ngọt gió với 300 ngoài đây là bây giờ thầy rồi nó chế cái này vô đây luôn nè, nhìn mắc cười lắm đó, chạy miếng mút vô đây luôn, quá trời bụi luôn á. Lắp vô test cho anh em xem nha. Cái thác 300 này sau khi mình làm nồi với hai lọc gió xong mình test nó lên khác biệt cho anh em xem nha. Nãy lên được 152 rồi. Cái nồi mình test cho anh em xem nó khác biệt nha.
anh em là hết húng hết xào, dặn là mở tour lên 8 luôn. Thái làm nồi bô gió và cho mày làm nồi lọc gió với vệ sinh kim phun chiến thần lít Thái 150 nữa nè. Rồi thằng ấy dọn nguyên con phụ trợ led dọn nguyên con cùng những xe nhà đang làm nha. Rồi dọn là hết sạch sẽ luôn em, có nhu cầu điện thoại bảo nha, điện thoại mình là 0909 77 4482.